Bonsai Bay Nghĩa xin kính chào cả nhà nha. Nay em có qua Cần Thơ chỉnh sửa hai cây mai cả nhà. Hai cây này thì được cái ha, cây này lên xù luôn hai cả nhà. Được cái tay cành này chơi cũng được nhiều mùa ha, tay cành cũng tương đối đều. Ưu điểm là cây xù luôn ha, hoành cũng khá lớn cả nhà. Rồi đem quay cây cái rồi bắt đầu em tiến hành về công việc cả nhà. Cây này cả nhà, cây này tán ngang có khoảng 3 mét ha. Cây bên này tán ngang có khoảng 2 mét. Hầu như là cây cũng đã được, trước đây cũng đã được chỉnh sửa ha. Nhưng thời gian tay cành là hầu như không có ai dặn lại ha. Vì cho nên là tay cành nó cũng hơi cắt lên, với lại nó cũng không được lắc lượng hay quý vị. Sẵn đây mình làm thì mình xả lá bỏ luôn ha. Vì mà chưa đến tháng 5 nữa ha cả nhà. Rồi sẵn đây mình làm mình bỏ lá luôn. Để cho cây da mới nó ok hơn ha. Và bộ lá mới nó ok hơn. Thì sau khi cắt tỉa sơ bộ bắt đầu mình vô dây ha quý vị. Đây ha. Nay em làm clip này thì quay một lượt hai cây luôn ha. Hầu như tay cành này trước đây cũng có sửa ha quý vị, nhưng mà đã thả một thời gian cũng lâu rồi ha. Thì giờ nói chung là cắt chi ra cũng rất là nhiều rồi, cho nên bây giờ mình phải dặn cái tán này cho nó ra cái phơm cây đàng hoàng ha quý vị. Chứ tay cành nó gói quá trời gói ha. Được cái hai cái gốc mai này nè là cốt cành chơi cũng đã lâu rồi ha, cho nên là các cái tay cành lớn hết quý vị, nhạo nè. Được cái là nhạo hết trơn ha. Hai cây thì hầu như có hiện tượng muốn lên xù hết trơn ha quý vị. Hai cây này thì hầu như làm ra là cũng khá cây ha quý vị. Theo mình nhìn làm nhìn cái form cây rất là quen quý vị. Vâng, quá trình đang vô dây ha quý vị. Khi vô dây xong đó rồi em mới tiến hành chỉnh sửa luôn ha. Đây hai cái tác phẩm đang vô dây ha quý vị. Trời thì cũng đang nắng chang chang luôn. Cái này vô dây xong thì chi tiết khá là nhiều ha quý vị. Chỉnh ra tương đối là đậm đặc ha. Từng cái tay cành nó lớn ha quý vị. Tay cành này chơi từ xưa giờ ha, thì cũng lâu rồi. Quá trình vô dây là gần xong rồi ha quý vị ơi. Khi vô xong thì bắt đầu em tiến hành chỉnh sửa ha. Thì dự kiến trong ngày hôm nay là mấy thầy trò em là chỉnh sửa là xong hai tác phẩm luôn ha quý vị. Vụ tăng ca cũng phải chỉnh cho xong luôn ha. Mà vấn đề ở đây dự kiến vậy thôi chứ khả năng cũng rồi sớm quá vậy. Giờ này cũng gần 5 giờ rồi ha. Nhưng mà lỡ rồi vô dây cho rồi chỉnh cho rồi luôn quá vậy. Hiện tại thì trời ở đây đang mưa luôn ha quý vị. Nhưng mà cả nhà em thì trời mưa là không có gì ơi. Cho hoàn thiện nha. Vâng, vừa hoàn thành một tác phẩm nha quý vị ơi. Thì tiếp theo đây em cũng chỉnh cái tác phẩm bên đây luôn ha. Cây này chỉnh rồi khá là nhức gân nha quý vị. Này chỉ còn chờ Tết nữa thì thôi rồi vậy. Tha hồ mà chụp hình luôn. Thôi rồi ha, để bonsai Bay Nghĩa em tiến hành chỉnh sửa cây bên đây luôn quý vị.
Khuya nha mọi người, lộn tối rồi, lộn. Xin lỗi bà con, giờ này mới chặn dạng thôi. Này, món cái cây này giờ cũng tới chiều nha quý vị. Có đèn luôn quý vị ha. Tới chiều mà giờ nó tối luôn rồi. Thấy không? Bên xài bên nghe cực khổ không gì. Tôi là cameraman nè. Tôi nãy giờ đứng quay ổng rùm la nè. Nó có đèn hay không gì? Khung cảnh quá đẹp, cái cây này chỉnh xong á, đúng đẹp luôn quý vị. Hồng đèn tối đẹp ghê không? Đây là cặp mấy đường nè. Gì quá trời. Chỉnh mà ta mệt mà ta còn cười được là hiểu rồi, ta còn sức khỏe con hãy vui chứ. À vâng, hiện đại tác phẩm đã hoàn chỉnh rồi nha cả nhà. Thì hầu như là em cũng gắng làm tăng ca luôn ha cả nhà, để cho rồi tác phẩm luôn ha. Hai tác phẩm này làm rồi là khá cày quý vị. Này chứ còn chờ Tết treo bông nó là ok ha. Lùng lực luôn quý vị. Còn bên đây ha, đây thì dán thế khỏi nó khỏi chê, tay chi cành nhạo hết. Thôi rồi, bonsai với Nghĩa em cũng xin chào cả nhà nha, và em hẹn gặp cả nhà clip sau ạ.